hướng dẫn chuyển tiền theo file. Bước tạo lệnh. Bước 1. Quý khách đăng nhập dịch vụ ngân hàng điện tử Vietinbank eFast tại địa chỉ efast.vietinbank.vn. Bước 2. Quý khách chọn dịch vụ chuyển tiền, chọn chuyển tiền theo file, chọn chuyển tiền theo file 5.000 giao dịch. Bước 3. Trên màn hình nhập thông tin, chọn tệp dữ liệu đính kèm. Đặt thời gian chuyển tiền, chọn thời gian chuyển và chọn giờ ngày cụ thể nếu muốn đặt lịch chuyển tiền vào một ngày trong tương lai. Nếu không chọn đặt lịch tương lai cho pha chuyển tiền, các giao dịch sẽ được xử lý luôn trong ngày hiện tại. Chọn hình thức thu phí. Nếu không chọn hình thức thu phí cho giao dịch, phí người chuyển chịu sẽ được lựa chọn mặc định. Nhấn nút tiếp tục để chuyển sang bước tiếp theo. Nhấn nút xóa để xóa hết thông tin đã nhập nếu quý khách có mong muốn nhập lại từ đầu. Bước 4. Quý khách được chuyển đến màn hình xác nhận. Có 2 cách để thực hiện xác nhận giao dịch và chuyển kiểm soát. Cách 1. Ngay tại màn hình xác nhận. Sau khi kết thúc kiểm tra file, chương trình trả ra kết quả kiểm tra tại cột trạng thái trên màn hình eFast. Trường hợp file hợp lệ, quý khách kiểm tra thông tin của file giao dịch, nhấn nút chuyển kiểm soát để chuyển lên phê duyệt. Trường hợp file không hợp lệ, file có giao dịch lỗi, quý khách nhấn vào tên file để tải file kết quả và kiểm tra giao dịch lỗi tại cột mô tả lỗi có trong file kết quả tải về, chỉnh sửa và cập nhật lại file. Cách 2. Tại màn hình nhập thông tin, toàn bộ các file giao dịch ở tất cả các trạng thái hợp lệ, không hợp lệ, đang kiểm tra mà chưa được chuyển kiểm soát sẽ được hiển thị tại danh sách điện chờ xử lý của màn hình nhập thông tin. Trường hợp file hợp lệ, quý khách kiểm tra thông tin của file giao dịch, nhấn nút tiếp tục để chuyển lên phê duyệt. Trường hợp file không hợp lệ, file có giao dịch bị lỗi, quý khách nhấn vào tên file để tải file kết quả và kiểm tra giao dịch lỗi tại cột mô tả lỗi có trong file kết quả tải về, chỉnh sửa và cập nhật lại file. Bước 5. Hoàn thành. Thông báo giao dịch thành công sẽ hiển thị trên màn hình kèm theo thông tin chi tiết giao dịch. Trường hợp quý khách muốn tiếp tục thực hiện một giao dịch chuyển tiền theo file khác, nhấn nút tạo giao dịch mới. Bước phê duyệt. Bước 1. Quý khách đăng nhập dịch vụ ngân hàng điện tử Vietinbank eFast, quý khách chọn chuyển tiền theo file, chọn chuyển tiền theo file lớn hơn 300 giao dịch. Bước 3. Quý khách chọn file cần phê duyệt. Với chuyển tiền theo file lớn hơn 300 giao dịch chỉ cho phép phê duyệt cả file. Sau đó lựa chọn phê duyệt. Trường hợp thông tin giao dịch bị sai, lựa chọn từ chối để trả lại cho người tạo điện. Bước 4. Quý khách lựa chọn phương thức xác thực Vietinbank OTP hoặc KeePass để phê duyệt giao dịch. Thông báo phê duyệt giao dịch thành công sẽ hiển thị trên màn hình giao dịch.